chào tất cả các bác. Em hôm nay là cuối tuần, em sẽ đi đến trung tâm bán đồng hồ nội địa lớn nhất ở Nhật Bản. Em mua 7 chiếc đồng hồ SK về gửi về cho các bác tại Việt Nam. Thì hiện tại trong đó có một chiếc đồng hồ SK dành cho bác Hân là đang hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Còn 6 chiếc nữa thì là một bác tên là Trung, hiện tại là ở Yên Bái. Thì là bác ấy là cũng đã mua sản phẩm của em là một lần, là cũng nhờ bác rất đam mê đồng hồ. Thì đợt này là em sẽ mua 6 chiếc để gửi về cho bác Trung ở thành phố Yên Bái. Vâng, chào các bác, hiện tại thì em đã lấy 7 em đồng hồ SK, Orient SK. Thì hiện tại giờ chỉ còn một em duy nhất. Thì cái bạn ở cửa hàng bán, bạn nói là cái em đồng hồ SK vàng này thì là cũng đã có khách đặt rồi, chứ không là em cũng lấy nốt thành 8 em đồng hồ SK. Tại vì em cũng sẽ biết là sẽ có một số bác cần. Tại vì là hàng này là hàng, đây là hàng kỷ niệm giới hạn 70 tuổi, tức là 70 năm sinh nhật. Đâm ra tất cả những hàng này là đều là hàng kỷ niệm limited. Đây, limited mode đấy. Nên không có nhiều. Thì hôm nay thì em cũng sẽ lấy thêm một em dòng sản phẩm là Solan của Seiko, tức là chạy bằng năng lượng, cho một bát nữa. Để em gọi đồng chí này đến. Sumasen. Toke Kaimas. Hai. これは mì tai. Thì là cái dòng sản phẩm Solar này là chạy bằng năng lượng của thương hiệu đồng hồ Seiko, cũng là một thương hiệu rất là nổi tiếng. Hey, arigato gozaimasu. Đây, dòng sản phẩm sản xuất nội địa chính hãng của Nhật Bản, Solar Seiko, với hai màu chủ đạo là màu đen trắng, vỏ thép được bọc, vỏ thép là 316L. Và đằng sau của em nó đấy, Made in Japan các bạn, mã số máy 970300, độ chống nước là 100m. Sumasen, kaimasu. Hey, arigato gozaimasu. Đây là 8 chiếc đồng hồ đã được mua. Vâng, hiện tại thì em cũng đã được nhận. Đây ạ, đang ở cửa hàng và đã được nhận là gồm 7 em. Đấy, trong đó là có 5 em mặt vàng và 2 em mặt xanh, màu xanh navy. Và 5 em là màu vàng cánh sen, hay là còn gọi là màu rượu vang. Thì là những cái hàng này là cũng bây giờ đều không có nhiều. Các bác đặt rất nhiều đồng hồ Orient SK chính hãng đấy, các bác đặt rất nhiều. Thì trong những cái sản phẩm này á, thì hiện tại là bây giờ không còn sản xuất nữa các bác ạ. Thì đều là thương hiệu Made in Japan, hàng sản xuất nội địa chính hãng tại Nhật Bản. Và là các bác là đều thông qua số Zalo của em là 0915512345 để nhờ em mua hộ và gửi về Việt Nam cho các bác. Thì đây là một cửa hàng đồng hồ, một trong những cửa hàng đồng hồ lớn nhất ở tại Nhật Bản. Thì hiện tại thì em mua quá nhiều đồng hồ, thì cái bạn Takara kia là cũng là đã biết rất rõ em và là cũng là rất là quen thuộc với em. Thì em cũng xin nói sơ qua tí về cái đồng hồ, dòng đồng hồ Orient này. Đây là bản kỷ niệm 70 năm sinh nhật và là hiện tại không còn sản xuất nữa. Thì cái phiên bản màu đỏ là đã bị hết rồi các bạn. Bây giờ hiện tại là em cũng nhờ đây, nhờ bạn này là check ở trong hệ thống là đã hết, hoàn toàn là trên máy tính, là trên toàn quốc của đất nước Nhật Bản là đã hết. Còn những cái hàng mà bán ở trên mạng thì em không biết là những hàng gì. Đấy, hàng màu đỏ hiện tại là chỉ còn màu vàng và màu xanh. Thì những dòng sản phẩm màu vàng màu xanh này á,
thì là hiện tại bây giờ cũng không còn nhiều, tại vì em xem trên hệ thống rồi. Vì là đã dừng sản xuất từ tháng 3 năm 2020 là đã hoàn toàn là dừng sản xuất. Tất cả đây là đều là hàng chính hãng nội địa tại Nhật Bản các bạn. Cửa hàng đồng hồ rất là đông. Thì em cũng xin được kết thúc video ở đây. Xin chúc các bác sức khỏe, gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Và xin cháu xin chia sẻ với bác Hải là đây là đồng hồ của bác ạ. Đây ạ. Cháu sẽ gửi vào trong Sài Gòn cho bác. Và đây cũng một chiếc đồng hồ màu vàng cánh sen, cháu cũng sẽ gửi vào trong Sài Gòn cho bác ạ. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây.